Sư cho con hỏi khi niệm ân đức Phật mình có thể niệm một ân đức Phật được không hay phải niệm đủ cả 10 ân đức? Khi quý vị tụng kinh thì mình đương nhiên là mình tụng đủ cả 10. Nhưng nếu như là mình hành thiền là mình chỉ cần tập chú vào một ân đức thôi.